Hello các bạn, hôm trước đó mình có xem một video ở trên Youtube Thì mình thấy nó khá là thú vị ha Đó là cái video về Ronaldo hớt tóc cho Messi anh chị Ví dụ như đây, có một số cái video cũng khá là thú vị đây Đấy, Messi đến làm răng nghe chỗ nha khoa của Ronaldo Hoặc là Messi và Ronaldo hát cùng nhau ha Khá thú vị ha Thì đây là một cái case mình thấy là cũng khá là hấp dẫn Và một số anh chị em cũng có hỏi mình là cách làm cái video dạng như thế này nó sẽ như thế nào thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các anh chị cách từ A tới Z để chúng ta có thể làm cái case study này anh chị cơ bản là nó cũng sẽ khá là dễ thôi tuy nhiên chúng ta có một số cách để chúng ta xử lý những phần hình ảnh những phần video sao cho nó mượt mà là được ha anh chị sẽ theo dõi hết phần video này để biết cách làm nhé nếu mà thấy video này hay cho mình một like một subscribe để ủng hộ mình nhé mình sẽ làm thêm nhiều cái case study mới cho anh chị ok anh chị chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái case study này đầu tiên á, để làm cái case study này thì mình cũng nói trước là anh chị hãy làm cho nó hợp lý nha bởi vì cái này nó có liên quan tới người nổi tiếng á, thì chúng ta hãy làm kiểu như là đừng có quá đáng quá anh chị nếu như không thì có thể là chúng ta sẽ bị vi phạm gì đấy thì nó khá là không tốt cho chúng ta ha để làm dạng này á, thì chúng ta cũng tạo một kịch bản trước nè ví dụ như ở trong đây có một số cái video mình sẽ không mở lên đâu bởi vì vấn đề bản quyền mình sẽ không mở lên được một số video ví dụ như là Messi mà đi đến chỗ nha khoa của Ronaldo đi khá đơn giản thôi chỉ là một số hình ảnh đi đến thôi thì trong đây chúng ta sẽ làm cái kịch bản trước ví dụ như trong đây mình sẽ yêu cầu ChatGPT là viết cho mình một cái idea hài hước như là Ronaldo sẽ cắt tóc Messi chẳng hạn ở cửa hàng cắt tóc rồi mô tả cái phân cảnh cho video nó từ khoảng 30 giây đến một phút chẳng hạn thì đây nó sẽ mô tả cho mình các phân cảnh ví dụ như là ở ngoài tiệm hớt tóc nè có ghi cái bảng hiệu là CR7 Barber Shop ha cắt tóc phong cách gì đấy rồi messi mới bước vào cái đầu tóc thì hơi bù xù ha ronaldo thì mặc cái tập về ba vơ ha đeo kính râm rồi soi gương rất là tự tin ha rồi sau đó ngồi vào thì messi với lại ronaldo cắt tóc rất là vui vẻ anh chị đây là cái video kiểu như vậy thì nó khá là đơn giản trong cái kịch bản thôi nó không có gì phức tạp hết á thì bây giờ mình sẽ yêu cầu tiếp là mô tả thêm cái nhân vật này giống như ngoài đời thật tuy nhiên á đây là hai nhân vật khá nổi tiếng rồi nếu mà anh chị bỏ qua cái bước này cũng được thôi bởi vì những nhân vật này khá nổi tiếng rồi khi mà chúng ta yêu cầu các công cụ ai nó vẽ thì nó vẽ ra được à nó không cần mô tả cũng được tiếp theo chúng ta sẽ làm một cái bước đó là chuyển các phân cảnh ở cái kịch bản ở trên đó thành các prom tiếng anh để chúng ta có thể tạo được cái hình ảnh thì ở đây nó sẽ chuyển cho mình những cái hình ảnh kiểu như thế này những cái phần prom để chúng ta tạo ảnh như thế này ví dụ như đây là cái hình ảnh bên ngoài cái cửa hàng hớt tóc nè có cái dòng chữ là CR7 Bubble Shop ha đấy kiểu vậy rồi sau đó thì Ronaldo đứng ở trong cái shop đó Messi thì ngồi khá là lo lắng ở trong uh, ghế hớt tóc anh chị đấy nó có khá là nhiều phân cảnh như thế này thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyển những phần văn bản này thành hình ảnh thôi thông thường á, mình sẽ sử dụng là Missouri ví dụ như đây anh chị sẽ thấy nè một số hình ảnh mình chuyển ở trong Missouri nè đây là cái cách mà mình sử dụng thường xuyên nhất ví dụ anh chị copy cái phần verb này vào missuni và chúng ta tạo tuy nhiên á missuni là một phần mềm trả phí và đôi khi anh chị cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng được missuni thì chúng ta sẽ có một cái công cụ khác để chúng ta sử dụng thay thế đó là idram hả anh chị anh chị có thể đăng nhập bằng RAM, đăng nhập một tài khoản google thôi rất đơn giản khi mà chúng ta đăng nhập vào RAM rồi á thì anh chị sẽ thấy ở đây nè tài khoản free thì mình sẽ có 10 trên 10 Reddit led tức là một ngày chúng ta sẽ có 10 Reddit và nếu chúng ta tạo một lần rơm thì nó sẽ tạo ra chúng ta bốn hình ảnh và nó sẽ mất hai Reddit như vậy chúng ta sẽ tạo được tổng cộng là 5 lần anh chị nhưng mà trong ideogram nó sẽ có bị hai cái hạn chế cái hạn chế thứ nhất là đôi khi những cái tài khoản miễn phí sẽ không thể sử dụng được ở tại một thời điểm nào đấy nếu như các người dùng trả phí sử dụng nhiều và ngay cái thời điểm đó idram đang bị quá tải thì người dùng miễn phí sẽ không sử dụng được anh chị dù là anh chị còn reddit anh chị cũng không sử dụng được còn cái thứ hai á đó là khi mà chúng ta tạo một hình ảnh rồi thì cái hình ảnh tiếp theo của chúng ta tạo á, sẽ đợi khá lâu ha có thể đợi một phút hoặc là có thể đợi tới hai phút anh chị thì đây là hai cái vấn đề khi mà chúng ta sử dụng ai miễn phí thì chúng ta phải chấp nhận ha rất đơn giản thôi chúng ta chỉ cần copy những cái câu lệnh ở trong chat GPT mà nó viết cho chúng ta thì chúng ta chỉ cần copy vào đây ví dụ ở đây mình copy cái dòng rơm này vào đây mình chỉ cần pass phần rơm ở đây ha bên đây thì là cái bảng để chúng ta có thể điều chỉnh được ví dụ như phần message room á, là khi mà chúng ta bật lên on á, thì nó sẽ tự động nó điều chỉnh cái phần rơm này sao cho nó hay nhất thường thì mình sẽ để on hoặc là auto phần aspect ratio là cái phần mà tỷ lệ hình ảnh á, ví dụ như thường thường chúng ta sẽ làm dạng short thì để 96 chẳng hạn. Những phần dưới thì thông thường mình sẽ không chỉnh gì hết và chúng ta sẽ bấm vào generate ha. Khi mà chúng ta bấm vào generate rồi thì anh chị sẽ thấy ha, ở đây nó bắt đầu nó tạo cho chúng ta bốn hình ảnh ha. Và ở trên đây chúng ta sẽ đợi nè, 269 giây, 250 giây này chẳng hạn. Nó sẽ đếm ngược ha anh chị. Như vậy á thời gian mà chúng ta tạo giữa hai lần rơm á nó đâu đó khoảng 4 phút khi mà chúng ta tạo những cái thời gian về sau thì nó sẽ đợi lâu hơn ha có thể là 5 phút 6 phút gì đấy chúng ta phải chấp nhận thêm anh chị bởi vì chúng ta đang sử dụng ở miễn phí mà còn nếu như anh chị muốn sử dụng bản trả phí thì trong Ideal ram vẫn có bản trả phí chúng ta nhấp vào cái chữ upgrade ở trên đây nè ha đấy chúng ta nhấp vào chữ upgrade đây thì anh chị sẽ được đưa đến một cái bản trả phí như thế này nếu chúng ta trả theo tháng thì cái gói rẻ nhất của họ là khoảng 8 đô một tháng và chúng ta sẽ có 400 lượt tạo ảnh được ưu tiên tức là tạo ảnh nhanh chúng ta không cần phải chờ rồi và 100 lượt tạo ảnh chậm tức là giống như khi nãy mà mình đang sử dụng gọi là tạo ảnh chậm ha rồi các phần khác ví dụ như là chúng ta có thể download theo cái định dạng là PNG, PNG thì cái chất lượng hình ảnh sẽ cao hơn rồi chúng ta có thể upscale tức là làm như cho những hình ảnh cái độ phân giải nó lớn hơn có thể là 2k 4k gì đấy đấy nó có rất là nhiều thứ anh chị nếu như chúng ta thích thì chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp lên còn nếu không thì chúng ta có thể sử dụng bằng miễn phí ha. Ví dụ như đây, hình ảnh của mình đã bắt đầu tạo nè anh chị, 5%, 8%, 9% này ha. Đây, nó sẽ tạo cho chúng ta và chúng ta cũng sẽ chờ ha. Đấy anh chị, ở đây nó đã tạo ra cho mình bốn tấm hình ha, mình mở ra chữ cho anh chị xem nhé. Đây anh chị sẽ thấy ha. Hình ảnh ở trong Ideogram thì nó tạo ra chất lượng cũng khá là tương đồng so với Midjourney nếu như tính về cái việc mà tạo hình và độ chân thực thì Adoram cũng khá ngang ngửa với Misuni á. Nhưng mà Adoram nó hơn Misuni một điểm, hơn hẳn luôn á, đó là khả năng tạo chữ ha anh chị. Ví dụ như đang chị có thể thấy trong rơm chúng ta có một cái cụm từ gọi là CR7 barbershop ha, cái S style thì ở đây Adoram nó viết đúng y chang như vậy ha, không có bị sai chính tả gì hết á, đặc biệt là những từ tiếng Anh thì nó sẽ không có sai chính tả gì hết anh chị câu lệnh ở trong ideogram nó hiểu rất là rõ và nó tạo ra những hình ảnh có chữ rất là tốt anh chị nào, ví dụ như đây hình ảnh của ronaldo và đây là cửa hàng hớt tóc của ronaldo ha khá là hay đấy đây là hình ảnh của messi anh chị nhìn cũng khá là hợp lý ha ví dụ hình ảnh này là mình sẽ chọn hình ảnh này nè mình sẽ download hình ảnh này về chúng ta chỉ cần nhấp vào cái nút ba chấm ở đây nè chúng ta chọn vào download và chúng ta chọn vào gps ha ở đây nếu mà chúng ta sử dụng mẫu miễn phí thì chúng ta không thể nào download png được á bởi vì bản BNG thì chỉ có bản trả phí sử dụng được thôi chúng ta sẽ đào bài bản GPT ha đấy chúng ta cứ tiếp tục tạo các hình ảnh tiếp theo hình ảnh tiếp theo đó, ví dụ như Messi đang ngồi trong cái ghế nè và Ronaldo đang chuẩn bị hất tóc cho Messi ha chúng ta cứ copy qua đây vào AI vào đây chúng ta bắt ra đây và chúng ta bấm vào tạo anh chị bởi vì tài khoản miễn phí thì chúng ta phải chờ ha ví dụ ở đây mình phải chờ thêm ba mươi mấy giây nữa thì cái nút gửi lệnh ở đây á, nó mới hiển thị lên và mình bắt đầu tạo hình được anh chị khi mà tạo hình xong á, anh chị có thể xem được tất cả những hình ảnh của chúng ta ở ngay cái chỗ icon của chúng ta này. ở đây có một cái logo của chúng ta ha chúng ta chỉ cần bấm vào đây thì nó sẽ đưa chúng ta vào cái trang mà chúng ta đã tạo hình ảnh anh chị ví dụ như trong đây mình đã tạo hình ảnh của Messi và Ronaldo khá là đẹp anh chị đây là những nhân vật mà rất là nổi tiếng rồi nên anh chị chỉ cần gõ chữ Messi hoặc chữ Ronaldo rất là đơn giản thôi thì nó đã tạo ra hình ảnh cho chúng ta rồi cái case study này á, nó khó nhất trong việc là tạo hình ảnh nhân vật nhìn sao cho nó thật nhất nó không có giống như những cái style khác là cái style hoạt hình hoặc là style kiểu như anime mà cái này là cái style người thật và nhìn sao cho nó thật nhất bởi vì chúng ta đang làm theo cái dạng người thật mà thì anh chị cần một cái ai nào đó đủ mạnh để chúng ta có thể làm được cái hình ảnh nhìn sao cho nó giống thật nhất anh chị thì Idle là một lựa chọn còn Mitsuni thì đó là một lựa chọn rất tốt rồi nhưng mà Mitsuni thì là bản trả phí thôi ha đây ví dụ như Mitsuni anh chị có thể thấy ha một số hình ảnh mình đã tạo đây đây chẳng hạn ví dụ như hình ảnh này đấy nhìn rất đẹp ha Ok anh chị sau khi mà chúng ta đã có những cái hình ảnh như thế này rồi thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển những hình ảnh này trở thành những video anh chị thì thường thường á, mình sẽ hướng dẫn anh chị sử dụng AI ví dụ như thế này chúng ta vào trong AI anh chị copy cái phần rơm mà chúng ta đã tạo hình ảnh á, qua bên AI và chúng ta đưa cái hình ảnh lên ha ví dụ đây nè chúng ta đưa hình ảnh lên và đây chúng ta copy hình rơm vào thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta video nó dài khoảng 5 giây anh chị muốn tạo video 10 giây thì chúng ta có thể chọn ở đây standard mode nè chúng ta tạo 10 giây ha còn nếu chúng ta tạo 5 giây thì chúng ta cũng có thể tạo luôn Tuy nhiên ở trong Curling AI này nó cũng bị một cái vấn đề đó là nếu mà anh chị không sử dụng cái bản trả phí á, thì nó tạo video khá là lâu ha. Tạo rất là lâu luôn. Còn nếu mà anh chị sử dụng bản trả phí thì đương nhiên là nó nhanh hơn rất nhiều rồi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh chị thêm một cái công cụ để chúng ta có thể tạo những cái video chuyển động từ hình ảnh anh chị. Đó là công cụ Hyper AI ha anh chị. Anh chị chỉ cần vào cái trang là hyper ai đường link mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh chị xem ha vào đây chúng ta chỉ cần đăng nhập một tài khoản vào và mỗi ngày thì chúng ta sẽ được 100 Reddit ha khi chúng ta tạo trong đây á, thì nó sẽ có hai phiên bản là hyper 2.1 và hyper 1.5 ha thì đương nhiên là phiên bản cao hơn thì chúng ta tạo sẽ mất Reddit nhiều hơn rồi ở đây một ngày chúng ta sẽ có 100 Reddit để chúng ta sử dụng để mà tạo thì chúng ta rất đơn giản thôi bấm vào cái phần mà image to video ha và chúng ta sẽ đưa cái hình ảnh đầu tiên lên ví dụ như đây chúng ta sẽ đưa hình ảnh của Messi lên và phần rơm ở đây á, thì chúng ta chỉ cần đơn giản copy từ trong đây chúng ta paste vào đây ở đây á, thì chúng ta có thể chọn theo thời lượng ví dụ như anh chị có thể tạo theo 4 giây nè 4 giây thì mất 20 Reddit 6 giây thì mất 30 Reddit ví dụ như vậy nếu mà chúng ta chạy cái bản là hyper 2.1 hay 2.1 là cái bản cao hơn thì nó sẽ tạo video tốt hơn còn nếu mà anh chị sử dụng trong hyper 1.5 á thì nó tạo video 4 giây nó sẽ miễn phí còn 8 giây thì nó mới tốn 20 Reddit nhưng mà theo như mình sử dụng á, thì trong các bạn hai 1.5 tạo video ra chán lắm chị nó không có chuyển động gì hết á. nên bình thường mình không sử dụng đâu mình chỉ sử dụng cái 22.1 thôi mình chọn 22.1 ha sau đó mình chọn 4 giây và anh chị chỉ cần bấm vào rea thì nó mất 20 Reddit ha và nó trừ 20 Reddit ở trên đây đấy chúng ta sẽ còn 40 Reddit ví dụ như vậy và khi mà chúng ta tạo ở trong đây á thì nó cũng khá lâu ha bởi vì cái phiên bản miễn phí mà tất cả AI bây giờ họ đều khuyến khích người dùng sử dụng cái bản trả phí anh chị khi mà anh chị sử dụng bản trả phí á, được rất là nhiều lợi thế ha thứ nhất là tạo nhanh hơn nè thứ hai á, là tạo một lúc được nhiều hơn nè ví dụ như bây giờ ở trong hai AI á, chúng ta tạo một video như thế này chúng ta phải ngồi chờ ha khi nào tạo xong thì chúng ta mới tiếp tục tạo được video tiếp theo còn bản trả phí anh chị có thể tạo bao nhiêu cũng được Thứ ba là không có watermark. Nếu mà anh chị sử dụng bản miễn phí watermark nhiều ha và chúng ta khó mà có thể sử dụng để làm thương mại được anh chị. Nên đó là một trong những cái lý do vì sao công cụ AI họ luôn muốn người dùng nâng cấp lên bản trả phí anh chị. Tuy nhiên nếu mà so sánh về tốc độ thì hai vẫn còn nhanh hơn Clean AI trong bảng miễn phí rất là nhiều. Ví dụ như lúc nãy giờ chúng ta nói đâu đó khoảng một phút đi thì hai nó cũng đã tạo được cho chúng ta khoảng 14 15% rồi đây. Còn nếu như trong uh, Curling AI mà chúng ta sử dụng ở miễn phí ấy, thì anh chị có thể đợi học 2-3 ngày ha thì nó mới tạo ra được video 5 giây chúng ta ha Chúng ta sẽ chờ ha, và chúng ta sẽ xem kết quả như thế nào Ok anh chị và chúng ta đã có kết quả trong Hyper AI nó chuyển hình ảnh này chúng ta Ví dụ như nhân vật Messi đang di chuyển ra khỏi cái tiệm hớt tóc của Ronaldo nè Nhìn cũng rất là thú vị anh chị tuy nhiên nó có một cái nhược điểm giống như hồi nãy mình nói là cái video này nó có cái phần watermark ở trên ha anh chị khi mà chúng ta sử dụng để làm kênh youtube mà có watermark này thì nó cũng khá là không hay ha khi mà chúng ta đã có những cái phần video như thế này rồi thì cái bước rất là đơn giản thôi là chúng ta chỉ cần download về anh chị và anh chị đưa vào cấp cách thôi kèm theo những cái phần nhạc rồi những cái phần lời nói những cái phần tiếng cười chẳng hạn thì anh chị hỏi mình là những cái phần kiểu như là tiếng cười rồi tiếng cắt tóc nữa anh chị lấy ở đâu nó có một cái trang web rất là đơn giản anh chị có thể vào là cái trang tiếng động chấm cơm ha ở trong đây nó có rất là nhiều thứ tiếng ha. ví dụ như anh chị có thể search cái tiếng là tiếng kéo cắt nè thì nó sẽ ra cho chúng ta ha đây âm thanh tiếng cắt tóc nè tạo kiểu tóc nè hoặc là tiếng tông đơ nè chẳng hạn ví dụ như vậy ha, anh chị rất là nhiều thứ ha. chúng ta chỉ cần click vào đây chúng ta sẽ nghe thử âm thanh đó ha nếu nó phù hợp thì chúng ta sẽ sử dụng nếu mà phù hợp rồi thì anh chị chỉ cần nhấp vào đây chúng ta download mp3 nè chúng ta download về và chúng ta sẽ sử dụng cam thanh đó thôi đây là trang tiếng động .com cơm anh chị đây ví dụ như đây là tiếng tông đơ cắt tóc ha nghe cũng rất là thú vị ha chúng ta chỉ cần đưa vào đây rồi anh chị cần thêm một số tiếng như là tiếng cười hoặc là tiếng nói chuyện hay gì đấy thì chúng ta cũng có thể làm được tất cả mọi thứ xong hết rồi thì chúng ta chỉ cần đưa vào cấp cách thôi đó là một bước quá đơn giản rồi mình sẽ không hướng dẫn trong video này hả anh chị Ok anh chị, đó là cái case study để mà làm Ronaldo hớt tóc cho Messi anh chị Cực kỳ là viral trên mạng xã hội thời gian gần đây ha Hy vọng là anh chị cũng sẽ tạo ra những cái video viral như vậy anh chị Và hãy nhớ là khi mà chúng ta tạo những video kiểu như short như thế này, kiểu như vui đùa kiểu như thế này Thì hãy sử dụng nó ở một cái mức độ nào đấy thôi anh chị Chúng ta đừng có làm quá đáng nha, nó sẽ rất là nguy hiểm cho chúng ta ha nếu mà anh chị thấy video này hay cho mình một like một subscribe nhé và hãy nhớ theo dõi channel Người Công Sở để đón xem những cái video mới rất là hấp dẫn và các case study cực kỳ là hay nữa nha anh chị. Bye bye anh chị.